Bệnh cúm influenza gây ra bởi virus cúm là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất. Hiện nay có 3 loại cúm cho người, được gọi là loại A, B và C. Mỗi loại với bộ gene, genome và protein hơi khác nhau một chút. Virus cúm influenza thuộc họ Orthomycoviridae. Và loại A và B có bộ gene gồm có 8 phân khúc RNA, RNA segments. Trong khi loại C có bộ gene chỉ có 7 phân khúc RNA. Mỗi phân khúc có chứa một vài gene. Loại A là loại cúm virus phổ biến nhất, có thể được phân loại nhỏ hơn dựa trên hai loại glycoprotein bề mặt của lớp vỏ bao ngoài, envelope. Đó là protein H, viết tắt cho hemagglutinin. Đó là kháng nguyên bề mặt có khả năng đông tụ hồng cầu trong ống nghiệm. Và protein N, viết tắt cho neuraminidase, cũng là kháng nguyên bề mặt giúp phóng thích hạt virus khỏi tế bào sau khi chúng sinh sản nhân rộng trong tế bào bị nhiễm. Hemagglutinin và neuraminidase có thể thay đổi cấu trúc một chút, tạo ra các phiên bản khác nhau nên được xác định bằng cách đánh số. Ví dụ, loại A nhóm phụ H3N2 đôi khi chỉ cần gọi là H3N2 là đủ để nhận ra virus có hemagglutinin số 3 và neuraminidase số 2 trên bề mặt của nó. H3N2 và H1N1 là loại A phân nhóm phổ biến nhất để lây bệnh cho người, nhưng cả hai đều còn lây nhiễm các động vật khác. Để cung cấp tên đầy đủ của một loại virus cúm, tôi sử dụng các loại, các vật chủ ban đầu, vị trí mà virus được xác định lần đầu tiên, thường là một thành phố, số chủng, strain và năm xuất xứ. Ví dụ, loại cúm A dưới loại A subtype được đặt tên bởi các glycoprotein H và N. Ví dụ, H1N1 loại A virus cúm có nguồn gốc vật chủ là vịt từ thành phố Alberta, Canada, chủng thứ 35, phát hiện vào năm 1976, sẽ được gọi là A vịt Alberta 3576 H1N1. Loại cúm B thì ít phổ biến hơn, nó chỉ lây nhiễm cho người và không đột biến thường xuyên như loại A. Loại B chỉ có một vài loại H và N glycoprotein trên bề mặt của nó, do đó mô hình đặt tên tương tự như loại cúm A mà không có phân loại H và N, và cũng không có liệt kê vật chủ ở phần cuối vì nó chỉ lây nhiễm cho người. Ví dụ, một virus loại B được tìm thấy tại thành phố Yamagata, Nhật Bản, đó là số chủng thứ 16, phát hiện năm 1988, sẽ được gọi là B Yamagata 1688. Cuối cùng, có loại virus cúm C mà chỉ có một loài, ít phổ biến nhất và ít có khả năng đột biến nhất trong cả ba loại virus cúm kể trên. Virus cúm C thường gây bệnh nhẹ ở trẻ em và không giống như loại B, nó có thể lây nhiễm cho cả người và heo. Thay vì có hemagglutinin và neuraminidase, loại C sử dụng một loại protein kết nối hemagglutinin esterase fusion để nhập và thoát ra khỏi tế bào. Cho nên, loại virus cúm C được đặt tên mà không liệt kê H và N, tương tự như cách liệt kê loại virus cúm B. Ví dụ, một loại virus C tìm thấy ở Sao Paulo, Brazil, chủng thứ 37, phát hiện vào năm 1982, sẽ được gọi là C. San Paulo 3782. Trong số 3 loại, loại A là phổ biến và gây ra các bệnh nghiêm trọng nhất. Một lý do virus này có xu hướng đột biến glycoproteins H và N trong khi nhân lên trong tế bào vật chủ. Và điều này cho phép virus tạo ra những hạt virus mới có hơi khác nhau và khác với virus gốc ban đầu. Theo thời gian, những thay đổi tuy nhỏ này tích tụ dần, thậm chí nếu có một ai đó có miễn dịch với các virus gốc, biến đổi của virus nhân lên sau này có thể chứa glycoproteins H và N đủ khác biệt cho phép chúng tránh được những kháng thể trước đây. Vì thế, gây lây nhiễm đến những người đã được miễn nhiễm hay được miễn dịch với các chủng trước đây. Quá trình này được gọi là di truyền phiêu biến hay là trôi giạt, genetic drift. Và đó là lý do tại sao vẫn có người bị nhiễm bệnh cúm từ năm này sang năm khác hoặc từ hai chủng cúm khác nhau trong cùng một năm.
Bên cạnh đó, một quá trình được gọi là kháng nguyên đột biến chuyển dịch, antigenic shift. Đó là khi một virus sẽ được lưu hành trong các vật chủ như các quần thể động vật, heo hoặc gà, và sau đó virus đột biến, lây nhiễm sang người. Điều này xảy ra khi các tế bào tương tự, giả sử một tế bào của heo bị nhiễm bởi hai virus cúm tương tự nhau. Ví dụ, một chủng cúm thường lây nhiễm cho người và chủng kia lây nhiễm cho vật chủ là heo. Bởi vì bộ gen của virus là những phân khúc RNA, các mảnh có thể chuyển đổi hoặc pha trộn tạo nên virus mới có một bộ gen hỗn hợp các phân đoạn RNA. Kết quả sự chọn lọc gen reassortment là bộ gen mới có hemagglutinin hoặc neuraminidase ở dạng mới hoặc cả hai hoàn toàn mới. Khi virus mới có thể lây nhiễm các tế bào của con người và có protein hoàn toàn mới, cơ thể người có ít khả năng hoặc không có cách nào bảo vệ chống lại virus mới này. Và như thế, chúng có thể nhanh chóng lan ra khắp mọi người. Quá trình đột biến kháng nguyên dịch chuyển antigenic shift gây ra ba đại dịch cúm lớn trong thế kỷ 20, bao gồm đại dịch cúm Tây Ban Nha Spanish Flu Pandemics năm 1918, làm chết 3% nhân số thế giới vào thời điểm đó. Cúm được truyền khi một người bị nhiễm bệnh, hắt hơi hoặc ho ra hàng ngàn giọt nước miếng nhỏ chứa virus lây lan vào khu vực xung quanh, lên đến khoảng 2 mét hoặc 6 feet. Sau đó, những giọt nước miếng nhỏ này có thể bám dính vào miệng hoặc mũi của người xung quanh đó, hoặc virus được hít vào phổi. Và virus cũng có thể tồn tại trên bề mặt trong một vài giờ. Vì vậy, chúng ta có thể bị nhiễm virus khi chạm vào một bề mặt như một nắm cửa bị ô nhiễm, rồi sau đó chạm vào mắt, mũi hoặc miệng. Khi virus cúm xâm nhập vào cơ thể, nó sử dụng hemagglutinin để bám vào hợp chất đường sialic acid trên bề mặt của tế bào biểu mô của đường hô hấp phía trên, upper respiratory tract. Một khi bám vào rồi, các tế bào biểu mô nuốt virus qua quá trình nhập bào, endocytosis. Đó là RNA của virus là một sợi đơn bản âm, negative sense viral RNA. Có nghĩa là mỗi khúc RNA trước tiên phải được sao chép lại bởi enzyme tổng hợp polymer RNA, RNA polymerase, thành mRNA, sợi đơn bản xương, trước khi nó có thể được dịch mã bởi ribosome của vật chủ thành các protein của virus và sau đó lắp ráp thành các hạt virus mới nằm trong vật chủ. Những hạt virus mới rời khỏi tế bào vật chủ bằng cách đơn giản là nhú ra nhờ sử dụng enzyme neuraminidase cắt các liên kết đường sialic acid, còn được biết là neuraminic acid của màng tế bào. Virus mới tạo ra từ đó lọt ra khỏi tế bào. Triệu chứng cúm bắt đầu 1 đến 4 ngày sau khi nhiễm trùng và triệu chứng bao gồm sốt, nhức đầu, sổ mũi, đau cổ họng và ho. Hầu hết các triệu chứng trở nên tốt hơn trong một tuần, nhưng ho thì thường kéo dài đến 2 tuần. Đôi khi có biến chứng như viêm tai giữa cấp tính acute otitis, viêm phế quản bronchiolitis, viêm thanh quản và ho croup, viêm xoang sinusitis và viêm phổi pneumonia, bao gồm nhiễm các chủng kháng sinh gây ra bởi tụ cầu khuẩn vàng Staphylococcus aureus và phế cầu khuẩn Streptococcus pneumonia. Độ rủi ro cao của biến chứng là cho những nhóm có nguy cơ cao như trẻ em dưới 6 tháng tuổi, phụ nữ có thai, người lớn trên 65 tuổi và những người có tình trạng bệnh mãn tính như bệnh tim hoặc bệnh phổi mãn tính, chronic heart or lung disease. Riêng các trẻ em có nhiều khả năng gây bệnh biến chứng thần kinh, neurologic complications như viêm não, encephalitis và co giật do sốt, febrile seizures. Một biến chứng đặc biệt là hội chứng Ray. Đó là một tình trạng sau khi trẻ em dùng thuốc aspirin để giảm sốt khi nhiễm virus như cúm, có thể gây bệnh não và gan cho một vài trẻ em. Mặc dù ít phổ biến hơn, tất cả các biến chứng kể trên có thể xảy ra ở những người bình thường trước đây. Tuy phần lớn người bị nhiễm virus không có triệu chứng cho đến một vài ngày sau, nhưng bệnh có thể lây lan cho người khác trong một ngày trước khi có thể thấy các triệu chứng.
lây nhiễm có thể kéo dài 1 hoặc 2 tuần sau đó. Điều này có nghĩa rằng một người có thể lây truyền virus cúm cho người khác ngay cả trước khi họ có triệu chứng và cảm thấy bị ốm. Có rất nhiều xét nghiệm dùng để phát hiện nhiễm cúm. Một xét nghiệm chẩn đoán nhanh chóng có thể phát hiện virus cúm từ dịch tiết ở mũi trong vòng vài phút. Nhưng xét nghiệm có thể khác nhau về độ tin cậy, reliability, và thường có thể phát hiện một loại cúm A, B, C, nhưng không xác định được chủng là strain cụ thể, như cúm A với chủng H1N1. Có phương pháp chẩn đoán chính xác và đáng tin cậy hơn để phân lập cúm. Một là qua nuôi cấy virus viral culture, đó là nuôi cấy và xác định cúm. Thứ hai là sử dụng phản ứng chuỗi RNA polymerase để xác định virus bằng cách phóng đại một lượng nhỏ RNA của virus từ bệnh phẩm. Điều trị cúm thường được sử dụng trong những bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc nếu như bệnh biến chuyển nghiêm trọng. Có hai loại thuốc, đầu tiên là thuốc ức chế neuraminidase, neuraminidase inhibitor. Đó là dừng enzyme neuraminidase phá vỡ màng tạo điều kiện cho hạt virus thoát ra khỏi tế bào chủ. Thứ hai là các chất ức chế kênh proton M2, M2 proton channel inhibitors. Dùng hợp chất adamantane và ngăn chặn virus tái tạo bên trong tế bào vật chủ. Thực ra thì gene M2 của virus đột biến thường xuyên tạo điều kiện cho virus đề kháng với các thuốc ức chế kênh proton M2. Cho nên, các hiệu quả nhất để phòng ngừa cúm là qua tiêm chủng vaccine. Và có hai cách tiêm chủng thường dùng. Một là vaccine cúm bất hoạt bộ 3, Trivalent Inactivated Influenza Vaccines, gọi tắt là TIV, được tiêm vào cơ bắp. Và loại vaccine khác là loại vaccine cúm sống, nhưng được làm giảm độc lực, Live Attenuated Influenza Vaccine, LAIV. Đó là loại virus suy yếu được phun vào mũi, xâm nhập vào các tế bào biểu mô. Thực ra cả hai loại vaccine đều thuộc bộ 3, nghĩa là chúng chứa một hỗn hợp của 3 chủng virus được dự đoán là những virus sẽ lây lan rộng vào mùa tới. Dự đoán này được dựa trên những chủng thường nổi trội từ năm này sang năm khác như H1N1, H3N2 và cúm B, cộng thêm các dữ liệu các chủng đang lưu hành trong suốt mùa đông ở bán cầu bên kia của trái đất. Những chủng virus có khả năng lây lan và tạo ra nhiều vấn đề rắc rối. Xin nhớ là Bắc bán cầu như Mỹ và Canada thì mùa bệnh cúm lây lan vào mùa đông, ngược lại với lại các nước như Úc và ở tại Nam bán cầu. Có một vài rủi ro liên quan đến chủng ngừa cúm. Hầu hết các loại vaccine cúm được sản xuất bằng cách nuôi cấy virus trong phôi bào của gà, chicken embryo. Và do đó, vaccine chứa một lượng nhỏ protein của trứng có thể gây phản ứng dị ứng cho một vài người. Hội chứng Guillain-Barré, đây là một rối loạn tự miễn dịch autoimmune disorder của hệ thần kinh ngoại vi, peripheral nervous system, là một tác dụng phụ được cho là có liên quan đến việc chủng ngừa cúm. Cuối cùng, trẻ em dưới 6 tháng tuổi là nhóm trẻ em có nguy cơ biến chứng cao nhất do cúm gây ra. Nhưng chúng lại còn quá nhỏ để được chủng ngừa vaccine cúm. Điều này nghĩa là cách tốt nhất để bảo vệ những trẻ nhỏ là bảo đảm các người chăm sóc trẻ nhỏ cần phải tiêm phòng, tạo ra một rào cản tự nhiên ngăn người chăm sóc lây nhiễm cho trẻ nhỏ. Tính trung bình, vaccine cúm làm giảm nguy cơ bệnh tật khoảng một nửa, khoảng từ 10 đến 5% có khả năng bị bệnh trong mùa đông. Hai yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nếu vaccine có thể chống bệnh cúm. Thứ nhất là tình trạng cá nhân của từng người. Ví dụ như người này thuộc nhóm có nguy cơ cao, tất nhiên là người đó dễ bị nhiễm virus dù đã được tiêm phòng. Thứ hai, vaccine phải phù hợp với virus cúm đang lưu hành trong mùa cúm đó. Bởi vì virus cúm thường xuyên biến đổi, việc tạo ra vaccine cúm cần được xét lại từng năm để theo kịp với sự biến đổi này. Cuối cùng, điều quan trọng là phải tiêm phòng mỗi năm trước khi bắt đầu mùa cúm để bảo đảm bảo vệ chống lại virus sẽ lưu hành.
Bây giờ, việc chích ngừa là tối quan trọng đối với cá nhân cũng như cộng đồng. Vì nếu phần lớn cá thể trong cộng đồng được chích ngừa cúm hoặc bất kỳ loại chủng ngừa nào, điều này thực sự giúp bảo vệ thành viên khác của cộng đồng ngay khi một vài người này không tiêm phòng. Vậy, nếu như tất cả mọi người trong cộng đồng không tiêm phòng và nếu một người bị bệnh cúm và sau đó tiếp xúc với hai người khác, hai người sau đó nhiễm virus rồi lại lây lan đến hai người khác, phản ứng dây chuyền này tiếp diễn thậm chí có thể gây ra bùng phát bệnh cúm trong cộng đồng. Nhưng nếu đa số người trong cộng đồng được tiêm phòng, trong trường hợp này phản ứng dây chuyền không thể lây lan ra toàn bộ cộng đồng. Ngay cả đến một vài người không tiêm phòng, họ vẫn được bảo vệ. Đây được gọi là miễn dịch quần thể, herd immunity. Bởi vì một quần thể, herd, đang bảo vệ các thành viên yếu nhất. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những cá thể không thể được tiêm phòng vaccine như trẻ nhỏ, phụ nữ có thai hoặc những người bị suy giảm hệ miễn dịch, vì họ vẫn nhận được một phần bảo vệ khi sự lây lan được ngăn chặn. Xin được tóm tắt, cúm influenza, còn được gọi là bệnh cúm flu, là một bệnh truyền nhiễm phổ biến và có thể lây lan từ người này sang người khác qua hắt hơi ra những giọt nước miếng nhỏ xíu vào không khí hoặc bám lên bề mặt xung quanh. Hầu hết mọi người đều bình phục khỏi bệnh cúm và không có biến chứng, mặc dù phương pháp điều trị chống virus đôi khi được dùng. Cách hiệu quả nhất để phòng ngừa cúm là tiêm chủng cúm theo mùa. Xin theo dõi và ủng hộ nhóm khuyến học iLearn Việt Nam qua YouTube, mạng truyền thông xã hội, fanpage và trang mạng ilearnvn.org.